Cảm xin nói Việt, xin chào tất cả các bác. Hôm nay đang đóng gói cám dành cho chim chích chòe than và chòe lửa và cái đơn cám họa mi chòe Tràng Mao gửi cho anh em đây. Đấy, phía bên ngoài này là đang chia thành các gói. Đấy. Đây ngoài này là nuôi rất là nhiều loại này. Mi chòe dưới này. Đây là cái hạt cám mà các bác có thể nhìn thấy rất là rõ ở đây. Đó. Đây là mình đang đưa vào hút chân sâu. Thì đây là một số cái đơn cám của anh em đặt hôm nay. Ví dụ như là anh Hiền một cân chòe Quảng Nam này. Tiếp theo là anh Trường Quảng Ninh cám họa mi. Anh An Hà Nội cám mi này, anh Cần Thơ, anh Phúc một cân chòe này, tiếp theo anh Lương cám Tràng Mào của Quảng Ninh này, anh cám chòe thành phố Hồ Chí Minh. Đây, em đang thấy chòe này, con này là mình nuôi được một thời gian rồi, con này chòe lửa. Thêm một số đơn nữa đó là anh Phu ở Long Khánh Đồng Nai. Đấy. Anh Nguyệt chuyên lấy cám họa mi, anh Quốc Oai Hà Nội anh Tuyến này, tiếp theo là cám màu cám chòe này, một số anh em phía bên này nữa. Còn đây là đang đóng gói cho anh nào đây? Đang đóng gói cho anh Huy à, anh Huy một cân mi cân chòe Quảng Ngãi này. Đấy, còn rất nhiều anh em đang tiếp tục đóng gói ở đây. Đấy. Ở phía bên này nữa, anh em cám mi của Hải Dương, anh em cám mi chòe của Vũng Tàu, đấy rồi thì anh Dương cám chòe khu Gáy, rất là nhiều các anh em ở phía bên này. Đấy, cái hạt cám nhé, các bác có thể đang nhìn thấy rất là rõ. Đây. Khi mà đóng gói xong này, khi mà đóng gói xong thành các gói như thế này, 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà các bác nhé. Đấy, đây là địa chỉ của nhà mình. Số điện thoại 0908070555 và 0944114410. Mình có chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm về nuôi chim họa mi trong website chimcanhdatviet.com. Và các bác có nhu cầu cái thức ăn dành cho chích chòe này, họa mi này, Tràng Mào này thì liên hệ trực tiếp với nhà mình nhé. Đấy. Em có địa chỉ ở trên này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Anh ở đâu anh nhỉ?